Wendy, con gái Phi Nhung lấy đi nước mắt của khán giả khi tiết lộ về mối quan hệ đau đớn với mẹ từ khi âm dương cách biệt. Mới đây trên trang fanpage cá nhân để tưởng nhớ mẹ ruột và giao lưu với khán giả, fan hâm mộ của người mẹ quá cố, Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung vừa có những chia sẻ vô cùng xúc động. Theo đó, nhân ngày của mẹ Wendy Phạm lại nhớ về kỷ niệm của mình với mẹ thuở còn cố ca sĩ chưa đi xa. Cô kể, chưa có ngày nào con với mẹ gần nhau ngày lễ mẹ, nhưng con luôn có cơ hội nhắn tin cho mẹ bất kể mẹ đang ở đâu vào thời điểm đó. Lần này con không nhận được phản hồi, mối quan hệ qua điện thoại của hai mẹ con mình là tất cả những gì mình có thể giữ cho bình chặt tình yêu thương của hai mẹ con mình. Đăng tải kèm những lời tiết lộ đầy đau lòng ấy là một bức ảnh chụp đoạn tin nhắn mà Wendy Phạm nhắn cho mẹ ruột của mình vẫn thói quen cũ, nhắn gửi yêu thương đến mẹ nhưng giờ đây, Phi Nhung đã không thể đáp lại những tình yêu thương vô bờ đó của con mình. Đáp lại Wendy chỉ còn lại những hồi im lặng dài dằng dặc và hư không vô tận. Thế nhưng để giữ mãi những tình cảm tốt đẹp của hai mẹ con dù âm dương cách biệt, Wendy Phạm vẫn không từ bỏ thói quen nhắn tin cho mẹ và chia sẻ điều ấy với đông đảo fan hâm mộ khiến ai cũng không cầm được nước mắt vì quá cảm động sinh thời cố ca sĩ phi nhung từng có thời điểm dự kính tất cả những thông tin liên quan đến con gái ruột và khiến nhiều người nghĩ cố ca sĩ chỉ dành tròn tâm trí yêu thương những người con nuôi tại việt nam tuy nhiên mãi những năm trở lại đây sau khi cô con gái ruột ở trời tây đã lớn khôn và trưởng thành cố nghệ sĩ mới công khai danh tính với tất cả người hâm mộ khi được hỏi vì sao giấu thông tin bản thân có con gái ruột sống tại mỹ và chỉ công khai với khán giả khi con gái đã lớn phi nhung từng cho biết khi qua Mỹ tôi chỉ có một mình nên rất muốn có em bé nên đã sinh con với bạn trai. Đó là mối tình đẹp nhưng tôi còn con nít và trong đầu chỉ nghĩ mình có đứa con là đủ rồi. Việc tôi có con các anh chị em nghệ sĩ trong giới đều biết. Nhưng tôi không tiết lộ với khán giả từ sớm vì muốn con gái có cuộc sống bình thường, đi học như bao đứa trẻ khác. Trường con học có nhiều các bạn vì tôi không muốn Wendy bị dụ dỗ, bị soi mói chỉ vì con là con của ca sĩ Phi Nhung. Hơn nữa ngay từ lớp 6 con gái đã nói với tôi rằng muốn các bạn chơi với mình vì chính bản thân mình chứ không phải vì là con gái của Phi Nhung. Con gái cũng ít đi chung với mẹ, nếu đi xem mẹ hát con cũng rủ bạn đi cùng. Tôi không muốn công khai thông tin về con cũng vì tôn trọng ý kiến của con. Đến khi Wendy 18 tuổi con muốn học rồi ra trường và đồng ý cho mẹ thông tin về con với công chúng, Phi Nhung thổ lộ. Thời điểm bệnh nặng và phải một mình chiến đấu tại bệnh viện ở Việt Nam, cố ca sĩ Phi Nhung từng rất lạc quan và mạnh mẽ mỗi khi nhắc tới con gái ruột, nhưng vẫn không thể đoàn tụ cùng nhau, khiến nhiều người vô cùng xót xa. Hiện tại, cố ca sĩ Phi Nhung đã về miền miền viễn, còn Wendy ở lại xứ cờ hoa để theo đuổi ước mơ làm y tá. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã yên bề già thất và có hai cậu con trai vô cùng khấu khỉnh, cùng một người chồng vô cùng tâm lý, yêu thương và hết lòng ủng hộ.